nước rất là đẹp, nó nước da nó ngâm ngâm đẹp gái lắm, rồi như người ẵng vậy đó. Rồi bây giờ nó đi giờ không ra, mới có ba mấy bây giờ như 50 mấy tuổi mất tiêu, mất tính bây giờ là tưởng nó đã chết, nó đi nó đã chết rồi, không ngờ bây giờ mấy em tìm lại được là quá mừng hết xóm nè. Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì Bùi Hồ và em Phong Bùi cũng mới vừa thực hiện một cái việc kết nối giữa chị Duyên với lại gia đình. Và ngày xưa cái chuyện mà các người phụ nữ ở miền Tây bị lừa gạt bán sang Nam Giang hay còn gọi là thủ đô Nam Bên Campuchia rất là nhiều. Ngày chị Duyên ra đi thì cả xóm này đều bàng hoàng. Chị Duyên là một trong những cái trường hợp tại trong cái xóm nghèo này, và họ lừa gạt rằng là sang Campuchia có rất là làm rất là nhiều tiền và ở đó có thể thu nhập cho gia đình. Và chị Duyên mà bị bán đi á, là một trong những cái câu chuyện bàng hoàng nhất, một trong những cái câu chuyện mà điển hình nhất mà Bùi Hồ chia sẻ cho cô bác quý anh chị. Và để tìm hiểu thêm về điều đó, mời cô bác quý anh chị nghe xóm nơi chị Duyên đã từng sinh sống, câu chuyện mà gạt gẫm bán sang Campuchia là như thế nào ha. Bây giờ mình sẽ đưa vô đây tiếp tục câu chuyện ha. Hồi nhỏ lớn mẹ đẻ nó sanh ở đây, nhưng mà sau này nó cũng được lắm, nó cũng ở nhà cũng đàng hoàng lắm. Sau này rồi nó đi chơi đó, rồi sao tự nhiên thấy nó mất tiêu, mất tính bây giờ là tưởng nó đã chết, nó đi nó đã chết rồi, không ngờ bây giờ mấy em tìm lại được là quá mừng hết xóm nè, ai cũng coi lên tóc mừng dữ lắm. 10 năm. Mà lúc đó lúc mà cô xem cái đoạn băng mà tụi con ghi hình bên Campuchia, cô thấy cái hình ảnh chị Duyên con nó tồn tại nó quá già rồi, hồi xưa nó rất là đẹp, ai cũng khóc hết trơn, thấy rồi ai cũng rơi nước mắt. Hồi xưa nó rất là đẹp, nó nước da nó ngâm ngâm đẹp gái lắm, rồi như người ẵng vậy đó. Rồi bây giờ nó đi giờ không ra, mới có ba mấy mà giờ như 50 mấy tuổi, giờ thấy đau lòng hết sức. Tụi con có nghe được nói rằng là bà ngoại của chị Duyên á thì thường đi đạp xe đẹp đạp để kiếm chị Duyên, thì lúc đó cái hình ảnh như thế nào? Trời ơi, hồi đó bà đi kiếm đó, bà chạy vòng chợ rồi nè, bà đi kiếm nó, tại nó rồi chơi đâu trên chợ. Rồi bà đi kiếm tối là chiều nào bà cũng chạy, bà đi kiếm nó nha, tội nghiệp bà lắm. Rồi bà đi lụm bọc. Bà đi lụm mà bà đi cũng như là bà để cái bao được trên cái xe đó. Bà cũng khổ lắm, rồi bà mới đi lụm bọc lụm da chai đồ rồi bán cái đi, rồi đi kiếm, rồi cũng đi tìm đi kiếm dữ lắm. Mà đi không gặp được luôn đó. Đó bây giờ đó nó mập đẹp lắm như người ắng vậy đó. Bây giờ đau lòng lắm em ơi. Có ai nghĩ rằng là chị Duyên bị bán sang Campuchia? Nghĩ là nó đã bị bắt bán qua Campuchia là nó chết luôn rồi. Không có nghĩ là bây giờ nó còn sống. Nghĩ là nó đã chết rồi, vì mấy em tìm được như vậy là cả xóm đều khóc luôn. Rất là mừng. Chia sẻ cho mấy cô biết á, là cái nhà nè, cái nhà là cái chòi á. Hồi xưa nó rất là đẹp, mặt mày chồn chị đẹp lắm, mà rồi cũng ở xóm riêng ở cũng ngoan hiền lắm, chứ không có phải như người ta. Rồi tự nhiên rồi mất tích, rồi cũng không ai biết được là mới lớn lên là bị mất tích rồi. Bây giờ là cũng cảm ơn cộng đồng mạng, cảm ơn mấy em đã tìm được về cho nó về quê đi, kệ nó nghèo về đây có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, chứ để sống gì. Thấy đau lòng quá, đau lòng rồi em ơi. Nghe mọi người kể là bà ngoại cứ mỗi buổi chiều á là đạp xe đạp đi kiếm cháu. Đúng. Chiều là bà đạp xe đạp đi vòng chợ bà kiếm đó nè, với hồi xưa mà ở trên chỗ mà chợ rau mình đó, trên dãy chợ gạo đó là có hồi xưa là có cái tụ tập đó, mấy cái người tụ tập đó. Chiều là bà cũng chạy vòng lên đó bà kiếm đó. Nên thấy đau lòng quá thôi, kệ nữa. Nghe mọi người nói rằng là chị Duyên đó cô, là ở xóm mình rất là hiền, có giao tiếp với ai, nhưng mà tại sao là chị Duyên cũng như là không có giao tiếp với ai, lâu lâu đi ra đường là bị gạt luôn, không giao tiếp với ai hết. Thời buổi đó ai cũng bị gạt hết trơn. Con nhỏ ở đây cũng có một đứa nó cũng đi ra đường cũng bị hiền, cũng bị khùng, cũng bị bắt lên Nam Giang vậy đó. Nó rất là hiền, là đi ra đường là bị người ta gạt luôn, chứ không phải là gì. Người hiền nó đi ra nó lấy nó đẹp quá đó, rồi cái đi ra tới đường là người ta dụ là đi luôn đó. Cho nên là qua cái đoạn clip này á, hai anh em tụi mình có một cái thông điệp muốn nhắn nhủ cho cô bác anh chị á, là những cái cô gái chị kể ở làng quê này nè, mà kêu qua Campuchia á,
là 10 người hết 9 người nha, mình không nói tuyệt đối nhưng hết 9 người đó. Là đi làm để đẩy vô những cái quán cà phê bia ôm. Đúng rồi đó. Còn mấy anh thanh niên á mà qua Campuchia á là sẽ bắt nhốt vào những căn nhà đó, những căn nhà mà giống như là giam lỏng vậy, và sẽ làm cái việc là dụ dỗ những người khác để gọi là đánh bạc ở online. Đúng rồi. Khi nào không muốn về Việt Nam thì phải chuộc cái số tiền 3 ngày. Bây giờ á là xin cộng đồng mạng sao cho em cháu nó về quê. Là rất cảm ơn cộng đồng mạng và cảm ơn mấy đứa em nhiều lắm. Rồi tại vì bây giờ về quê đi có cơm ăn cơm, có cháu ăn cháu, chứ thấy cái cảnh mà cái nhà không ra cái nhà mà cái chòi còn thua cái chòi gà của người ta. Cái chuồng gà ở đây nó còn đẹp mà còn lịch sự hơn là cái nhà của nó ở, cái chòi của nó ở nữa. Thấy đau lòng quá. Rồi bây giờ vậy nè, không biết là trong này có ai là bạn này của chị Duyên không? Nó đi không đi quá đi quá đi hồi đó nó nhỏ lớn lên. Thôi bây giờ mình quay cái sớm này cho chị Duyên xem ha. Đây là nhà của ai? Chị Duyên ơi, chị Duyên, nếu mà có xem đoạn clip này có biết nhà chị Hòa thì coi nha, chị Hòa nha. 10 năm rồi. 10 năm trước cái nhà này như thế nào? Nhà này xưa lắm. Năm mấy nghìn xưa. Ở đây xóm này nó sầm sập, nó ghê lắm. Ở đây là mới cắt lên thôi chứ hồi xưa ở đây cũng trời tranh vách lá. Nhà cắt nhà lá hồi xưa kiểu nhà lá, không có ai được nhà tầng đâu. Bây giờ mới được lên nhà tầng thôi. Chứ hồi xưa ở đây cũng là trời tranh vách lá. Còn đây là cái đường lùi cho nhà chị nè, cho chị xem đây. Đây đây là mấy con bệnh sớm. Khoảng 1 tháng rồi chị về thì chị sống nè nha. Đây là một cái xóm mà ký ức của chị Duyên đã gần mười mấy năm rồi, 13 năm. Mời anh Quý Kim tới gần xíu. Rồi nó biết không? Dạ biết ạ. Đây là chị Duyên mấy? Dì Tư. Dì Tư. Hồi xưa là chị Duyên ở cái nhà này như nào? Mô tả cho cô bác cái gì? Cái nhà này mới làm lại. Nhà này mới làm lại. Trời canh nhà lá chùm chập phải ghê lắm. Rồi cài đi làm ở trên thành phố được mấy năm mới có tiền. Mới có tiền về sửa lần cắt cái nhà lên thờ ông ngoại với bà ngoại. Rồi thiếu tiền cái đi mượn người ta lần nữa mình góp lại. Người ta cho mượn tiền cắt lên. Rồi riêng của mình đi làm ở trên thành phố mấy năm á. Rồi được có chút lĩnh nó về sửa lần cắt. Lần có mới có tiền mới có chỗ thờ bà ngoại với ông ngoại mày. Rồi hồi đó là lúc là nhỏ là chị cũng chưa đi làm đúng không? Dạ chưa, có chồng sao đi thành phố làm rồi về có được chút lĩnh đó mới sửa. Thấy cái nhà á thua cái chồng này cũng ghê lắm, chụp giọt hết trơn rồi. Ghê lắm, giọt hết trơn. Sửa cái không có tiền mới sửa cái mới mượn tiền của người ta. Còn cô đây hồi xưa là có gặp chị Duyên không? Ở sớm. Ở sớm hả? Cô có, khi mà cô đoạn clip đó cô thấy sao? Thấy cũng đau lòng lắm cưng ơi. Không biết sao mà rước nhỏ gì là được. Giờ có mấy chú rước về thì cũng mang ơn mấy chú rồi. Giờ về nó cũng có chỗ mà. Thật ra các cô, các em ở đây, các chị ở đây đều rất là bàng hoàng khi mà mừng gặp chị Duyên. Chị Duyên. Tại vì các cô đâu đâu có nghĩ rằng là chị Duyên hiện nay vẫn đang còn sống. Ừ, đúng rồi. Dạ. Đến đâu chết ra mất tiêu rồi, ai hồi đâu rồi giờ quay lên hết hồn. Dạ. Trong cái tâm trí của các cô là chị Duyên đã không còn sống. Sống nữa. Đúng rồi. Gặp vậy thấy cũng đau lòng lắm cưng ơi. Con có nghe rằng là ngày xưa ở cái khu vực của mình là ngày xưa là các người phụ nữ thường hay bị lừa gạt bán sang Campuchia hả con? Ừ đúng. Bị gạt dẫn lắm mà đó là ráng mà. Dạ. Khổ chứ. Bây giờ là mới sửa rồi này kia lên vậy chứ cái hồi trước là thầm trầm trầm không à. Đi móc bọc được bọc không à. Móc bọc rồi lớn lên nó có chồng cái nó đi làm chỗ này làm chỗ kia. Chứ còn hồi đó là bị đứa lớn lớn ra là toàn là xóm này một bọc không. Khổ chứ. Cái nhà này cũng nhờ mượn nợ. Mượn nợ rồi giờ góp lại hàng ngày đó cưng chứ không có tiền. Hôm nào á, hôm nào tụi con đưa chị Duyên về chắc nhờ mấy cô ở đây làm tiệc đây cho rồi. Anh đại cả sớm anh vui đi ha. Gặp nó vậy là mừng dữ lắm. Ở xóm này ai cũng mừng hết trơn luôn. Nhưng mà lúc mà thấy chị Duyên đi móc bọc quá, thấy tội quá luôn, thấy thương quá. Dạ. Giờ chú cũng tranh thủ đưa nó về sớm sớm để tụi đẹp nó cưng ơi. Rồi đây ở trển đây nó không biết nó đi tầm bậy tầm bạ nữa chết luôn. Có nãy mà nãy chạy nãy cũng mà đau lòng hết trơn. Mừng dễ sợ mừng luôn. Tội luôn như là bị ơi con muốn tội nè. Thôi bây giờ nó cũng còn đó. Bây giờ nó già hơn mẹ nó trời. Vụn răng hết trơn luôn. Đây nè cho mọi người hình dung nè, cô năm nay bao nhiêu tuổi? 72. Chị Duyên á, khuôn mặt của chị Duyên giống như cô này. Tức là chị Duyên là bà già gấp đôi luôn rồi. Cái nữa già nữa giống. Ở bên đó như này nè, là cái ngày mà tụi con gặp chị Duyên á,
là đêm hôm trước không có cơm ăn, đói quá uống nước lã, cái cầm hơi cái xỉu luôn, xỉu ngang luôn đó, tìm trong cái trò là đang xỉu, là nó đói lắm, khổ lắm, cũng nhặt bọc nhưng mà gì nè, người ta kỳ thị nữa. Thôi cứ về đây bà con nói sớm mà chung tay giúp đỡ nha. Dạ. À. Ở đây thì có cơm ăn, cơm có gì đó đồ này kia cũng có cơm ăn cũng đỡ. Nhờ mấy chú cũng gán giúp đỡ đưa nó về tới nơi tới chốn mà ở đây chứ để bị người ta gạt nữa chết luôn. Dạ. Bỏ mạng lớn tuổi rồi ở đây có gì nữa rồi. Ở đây chứ tí có đói gì cũng ở sớm thì cũng có cơm ăn. Thì tôi giờ gửi gắm mấy con hàng xóm này đi. Thôi mấy con hứa rồi á. Chắc có lẽ anh em mình ghé sớm rồi ha anh Hồn. Thì cũng thông tin lại cho cô bác ở đây biết được là chị Duyên mừng con sống. Mừng ha. Rồi một tháng nữa đón chị Duyên về. Rồi mình làm tiệc ở đây nha. Mới đây sớm sớm được hả con? Giấy tờ phải không? Còn giấy tờ nữa cho bộ. Để một tháng nó cũng được đi. Cũng tranh thủ giờ đưa nó về sớm sớm cho nó về đây, nó ở đây để cho nó đỡ cái đầu. Bữa đi chơi cháu không biết mà bị người ta gạt rồi mắt thương luôn. Mà hồi trước bị người ta gạt là nhiều. Bị gạt nhiều lắm. Cũng mấy năm trước gạt bị gạt nhiều. Mấy năm nay lỡ trời chứ mấy năm trước là gạt đâu luôn. Là ở trong xóm mình hả? Trong xóm mình cũng bị gạt mắt, mất có 2-3 đứa. Tuy nhiên là một trong những cái trường hợp gì rất là nhiều trường hợp. Thì giờ còn ở đây không? Ai? Ba mẹ đi chứ. Ở trong nhà đấy đặt bả hoài. Thôi bây giờ như thế này, chắc có lẽ mình xin kết thúc đoạn clip này ha. Để sẽ tìm cách đưa chị Duyên trở về và mời mọi người xem các clip tiếp theo của mấy anh em của mình ha. Bây giờ thấy cho tôi thấy chị Duyên cái nữa ơi. Đây đây chị Duyên đây. Chị Duyên bên kia. Chị Duyên bên kia hả? Đó là ta đang. Bỏ không có còn cái gì. Bữa nay là bà đó. Ở ngoài sau lưng là một cái thùng rác á cô. Thấy rồi, bữa đó thấy cái kèo lên trên đó. Không có hỏi nước. Tội ha. Rồi hôm nào đi. Đẹp tiếp ở đây cho thấy. Nha. Cô nói là gụng răng hết rồi. Cái cự đó, cự cái gụng răng ở trên đó. 33 tuổi mà nó vậy đó. Nhốt 5 năm bị quấn đó, gãy tay nữa, mấy anh này nó gãy tay luôn. Chị bị quấn là trốn đi, nó bắt được đó, giang hồ, nó quấn gãy tay luôn. Dạ. Rồi, rồi xin phép ha. Dạ, con tiên chào ạ. Cảm ơn nha cưng. Dạ.